Bài lúc nào phải tập trung một đêm. Nói gì chứ mà chị bận luôn lắm. Chứ một cái giờ về gì cũng không có ai ạ. Một bà con ai cũng săn đón đưa đón. Đừng đưa vậy đó, chứ nhà mình mới. Chứ bây giờ tao về đây mình thà mà 6 tháng rồi, ai liên lạc đâu. Bởi vậy biết chị sắp được xác 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 gheo gì đó. Mới làm cho nó ghê. Thôi chị về chị vô vậy đó. Ừ. Cô lắm. Chị thật ra chị cũng rảnh rồi đó chứ bộ. Chị không về. Vô. Vô. Dạ là mình về với anh Tâm á, mình có những cái kế hoạch nào đi chơi hay là nào? Trời ơi. Cái hành đi chơi không có ngày đi chơi luôn em ơi. Toàn là kết hợp và tại vì anh chị về ít ngày quá đó, anh Tâm cũng về ít ngày, anh Tâm về ít ngày hơn chị nữa. Tụi chị nghĩ là kịp để mà gặp những đối tác công việc đó, bên cạnh đó còn gặp ăn được cái gì ăn ở Việt Nam để cho anh ấy xả stress chút xíu, để rồi sau đó tụi chị sẽ trở lại Mỹ để làm việc tiếp. Tại sao mình lại nhận lời tham gia được Khang Show lần này chị? Khang là một người mà chị cũng đã từng xem Khang nhiều. Và Khang nhìn Khang là một người khá là ấm áp và Khang thực tế trong đời sống, giống như những cái câu chuyện mà Khang chia sẻ ở trên The Khang Show, chị Ngọc thích đó, chị Ngọc thích rồi chị Ngọc đã xem qua và chị Ngọc thấy là mình có thể chia sẻ với Khang được. Khang rất là thực tế và ngoan, làm cho chị ấn tượng với Khang lắm, chị thích Khang như vậy. Và rất là gần gũi nữa, Khang đã làm cho chị cảm thấy không có bị, không xa cách á, kiểu vậy.